mau bắn đi, mặc kệ tôi. Mặc kệ tôi, bắn chết tôi đi. Mặc kệ tôi, mặc kệ tôi. Dương Trường Sinh, bắn đi. Trường Sinh, quay lại mau, quay lại. Dương Trường Sinh, bắn đi. Trường Sinh, chúng ta chờ đánh trận xong, chúng ta sẽ về nhà sống cho thật tốt. Nếu không về nhà được thì sao? Anh ở đâu thì nhà ở đó. Quế Phương, Trường Sinh, bọn khốn này, đi, yểm hộ cho tôi. Đi. Yểm hộ cho tôi, cẩn thận đó. Trương Khang, đi đi, mau lên. Đi đi. Bắn chết chúng đi. Lữ đoàn trưởng ra lệnh, đơn vị pháo binh chuẩn bị tinh thần tấn công.
bắn đi. Xin lữ đoàn trưởng bắn đạn pháo thêm một lần nữa. Nhưng mà đại tá, lỗ hổng quá nhỏ, xe chiến đấu không đi qua được. Chúng ta phải làm cho nó lớn hơn. Đại tá, trên tường thành có binh sĩ của chúng ta. Chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Cửa đông. Biết rồi. Lữ đoàn trưởng, liên đội Yamashita đã tiến vào thành, đang đi về phố Đàm Gia. Ra lệnh các đơn vị khác xuất phát, đi chi viện cho liên đội Yamashita. Rõ. Chờ đi. Chờ xe chiến đấu của bọn Nhật đi qua. Bắn bộ binh ở phía sau của bọn chúng. Mau đổi chỗ. Phim được dịch và lồng tiếng tại IPTV.
lại gần rồi bắn. Bắn. Tham mưu trưởng, Trường Sinh, sao cậu tới đây? Bên cậu thế nào rồi? Xe chiến đấu của bọn Nhật rất lợi hại, chúng tôi không chống đỡ nổi. Cậu phải dùng tất cả mọi cách ngăn chặn bọn Nhật, không cho bọn chúng đi qua con phố này. Rõ. Đi. Lữ đoàn trưởng, quân địch đã chiếm được lỗ hổng trên tường thành cửa đông rồi. Cái gì? Liên đội Yamashita đã vào thành. Ra lệnh các đơn vị dùng mọi cách chiếm lại lỗ hổng đó. Rõ. Tham mưu trưởng, quân chi viện của sư đoàn 127 đã tới. Các anh em, quân chi viện của sư đoàn 127 tới rồi. Không được để bọn Nhật đi qua con phố này. Đi, phá hủy xe chiến đấu cho tôi. Mau. Trường Sinh, có. Cậu phải dùng tất cả mọi cách chia các xe chiến đấu và bộ binh của bọn Nhật cho tôi. Rõ rồi, đi mà. Mấy người các cậu theo tôi, mà, mau. Mau lên, mau. Dương Bảo, sư đoàn trưởng phải tìm cách bịt kín lỗ hổng này. Được, tôi sẽ bịt lỗ hổng. Cậu dẫn người của cậu tới phố Đàm Gia, tiêu diệt sạch mấy tên lính Nhật xông vào thành cho tôi. Rõ. Trung đoàn 368, theo tôi. Rõ. Người đâu? Bịt kín lỗ hổng này cho tôi. Đại tá, quân địch phá hủy xe chiến đấu rồi. Khốn kiếp. Chạy mau. Đại tá, quân địch ở tường thành đang đi về phía chúng ta. Bọn chúng muốn bao vây chúng ta từ phía sau. Cái gì? Rút mau. Rút lui. Rút mau. Mau lên. Thank you.
xông lên. Rõ. Xông lên. Lùi lại. Khốn kiếp. Để cho tôi giết hắn. Diệt sạch lính Nhật trong thành. Rõ. Đi. Đây. Mau, mau lên, mau. Bịt chỗ này đi. Khiêng mấy bao nữa lại đây. Mau, mau lên, mau lên. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Chỗ này, còn chỗ này nữa. Phụ tôi một tay. Đây, được rồi. Mau lên, mau lên, mau. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Sư đoàn trưởng, bây giờ làm gì đây? Kêu những người còn đi được lại đây, giữ tường thành. Rõ. Sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng. Người anh em, trung đoàn trưởng của cậu Trương Khang đâu? Trương Khang đâu? Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng ở đâu? Phim được dịch và lồng tiếng tại Trương Khang. Phim TV. Trương Khang, Trương Khang. Trương Khang. Con mẹ nó bị ngất xỉu. Người đâu? Đưa trung đoàn trưởng Trương đi bệnh viện. Người đâu? Bịt kín lỗ hổng cho tôi. Rõ. Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên. Bên này, mau. Lữ đoàn trưởng, chưa rõ tình hình của đơn vị trong thành. Đại tá Yamashita lành ít dữ nhiều. Khốn kiếp. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình. Rõ. Gió giận Trường Cửu. Kẹp cầm máu. Để tôi làm.
Đau không? Em cứ tưởng không được gặp lại anh nữa. Đồ ngốc, chưa gặp được em, anh sẽ không chết đâu. Đi đánh trận nhiều năm, chứng kiến rất nhiều anh em lần lượt ra đi. Em cứ tưởng em sẽ trở nên lạnh lùng, nhưng mà đúng vậy. Cứ nghĩ tới các anh em của anh, Hà Âm Dương, Ngô Thiên Lộc, là anh lại muốn người chết là anh. Nếu như anh chết, em thật sự không biết nên làm gì. Các Di, em không thể nói như vậy. Chúng ta đều là quân nhân. Cho dù anh có gặp chuyện gì, em cũng phải dũng cảm, kiên cường mà sống tiếp. Cho dù anh ở đâu, em cũng sẽ bên anh. Lát nữa băng bó vết thương xong, đưa anh ấy tới phòng của người bị thương nặng, quan sát thử coi anh ấy có bị sốt không. Rõ rồi. Thu Dung, cô nghỉ ngơi một lát đi. Dương Bảo, Thu Dung, sao em lại tới Lão Hà Khẩu? Nơi này cũng cần bác sĩ. Anh nhớ em lắm đó Thu Dung. Anh không ngờ lại gặp em ở đây. Dương Bảo, đứng yên cho anh ngắm. Quỷ mị quá, không giống trung đoàn trưởng. Trương Khang sao rồi? Anh ấy bị thương không nặng. Anh ấy bị ngất xỉu bởi đạn pháo. Não của anh ấy bị chấn động nhẹ. Anh đi thăm cậu ấy. Khoan đã, Các Di đang ở bên trong. Giữ sức khỏe. Anh cũng vậy. Trương Khang, báo cáo. Trung đoàn trưởng Trương, sư đoàn trưởng Trần nói nếu anh đi nổi thì tới bộ chỉ huy họp. Tôi biết rồi, tôi tới liền. Rõ. Các Di, anh yêu em. Em là vợ của anh, kiếp sau cũng vậy. Hai đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở, đã đoán được trận chiến ở Lão Hà Khẩu sắp tới sẽ ác liệt ra sao. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn ôm ấp hy vọng, hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Các anh em, bọn Nhật mới tấn công một ngày, đã làm chúng ta mất rất nhiều anh em. Tôi hiểu rõ tâm trạng của các anh em, nhưng trận chiến này chúng ta phải đánh tiếp. Hai trung đoàn 374 và 375 giữ thành bị tổn thất nghiêm trọng. Tôi quyết định chúng ta không để lại đội dự bị. Trung đoàn 364 sư đoàn 122 phụ trách phòng thủ cửa Bắc. Rõ. Trung đoàn 368 sư đoàn 127 có. Trung đoàn của các cậu chia thành hai nhóm. Nhóm 1 xây dựng công sự ở cửa Bắc ngăn chặn quân Nhật tiến công. Nhóm 2 do sư đoàn trưởng Cận chỉ huy phòng thủ cửa Đông. Rõ. Tường thành cửa Đông bị bọn Nhật tạo ra một lỗ hổng rất lớn, không thể giữ được. Thất thủ là chuyện sớm muộn. Con đường ở phố Đàm Gia rất thuận tiện cho xe chiến đấu của bọn Nhật di chuyển. Ý đồ của bọn Nhật rất rõ ràng, chính là lợi dụng phố Đàm Gia chia cắt các đơn vị trong thành của chúng ta thành hai nửa. Cho nên phố Đàm Gia chính là trung tâm phòng thủ của chúng ta. Sư đoàn trưởng, tôi có ý kiến này. Tôi muốn gom tất cả các thuốc nổ của chúng ta lại. Cậu cần nhiều thuốc nổ làm gì vậy? Giống như những gì sư đoàn trưởng Cận vừa mới nói,
Hôm nay bọn Nhật vào thành được, ngày mai chắc chắn cũng vào thành được. Khi giao chiến trên đường phố, thứ khó đối phó nhất chính là xe chiến đấu của bọn Nhật. Cậu nói không sai, nếu phá hủy bằng thuốc nổ, thương vong rất lớn. Cậu định làm gì? Sư đoàn trưởng, gom tất cả thuốc nổ lại, chôn dọc theo con đường từ phố Đàm Gia tới khu vực xung quanh bộ chỉ huy. Cậu muốn phá hủy núi Đàm Gia? Đúng. Sư đoàn trưởng, bọn Nhật không chỉ có số người gấp 4 lần chúng ta mà còn có xe chiến đấu. Nếu tử thủ chắc chắn sẽ không giữ được thành. Cho nên phá hủy phố Đàm Gia ít ra có thể làm cho xe chiến đấu của bọn chúng không có chỗ dùng. Được, tôi tán thành ý kiến của Trương Khang. Lão La, cầm lá cờ chữ tử của chúng ta cắm lên mái nhà của bộ chỉ huy. Rõ. Được. Lão Cận, làm theo ý của Trương Khang. Rõ. Lão La, sư đoàn trưởng, lập tức phái người đưa người bị thương nặng và đội y tế qua sông trong đêm. Rõ. Những người còn đủ tay chân như chúng ta sẽ ở lại đây, sẽ chiến đấu tới cùng với bọn Nhật. Rõ. Lữ đoàn trưởng, điện báo của bộ chỉ huy. Đọc. Bộ chỉ huy ra lệnh chúng ta và sư đoàn Sugiura ngày mai phải chiếm được thành Lão Hà Khẩu. Gửi điện báo nói ngày mai chúng ta sẽ chiếm được thành Lão Hà Khẩu. Rõ. Lữ đoàn trưởng, quân chi viện của địch đã tới rồi. Trận chiến hôm nay quân ta tổn thất nghiêm trọng. Nếu ngày mai đánh tiếp, phục tùng mệnh lệnh của bộ chỉ huy. Rõ. Đi mau, mau, mau. Anh cố gắng nha. Tiểu Lý, nhớ thay thuốc cho anh ấy. Rõ, mau, mau, mau. Đưa người này đi luôn à? Đúng, đi. Đưa người bị thương nặng qua sông. Rõ, mau, mau. Được rồi, được rồi. Cẩn thận đó. Cẩn thận, cẩn thận. Đi, đi, đi mau. Thu Dung, mau lên, mau lên. Mau lên. Đi mau. Sao anh lại tới đây? Anh tới tiễn em. Tiễn em à? Sau khi qua sông sẽ an toàn, anh cũng sẽ yên tâm. Nói không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em không định qua sông. Ý em là sao? Tại sao vậy? Anh là quân nhân, em cũng là quân nhân. Lúc này em không thể rời đi. Thu Dung, đây là mệnh lệnh của bộ chỉ huy, em phải đi. Dương Bảo, em có suy nghĩ của mình. Anh không nhớ à? Em từng nói, dù sống hay chết, em cũng muốn ở bên cạnh anh. Nếu như lúc này em mà rời đi, em chắc chắn đau khổ rai rứt suốt đời. Em quyết định rồi, em sẽ ở lại cùng anh chiến đấu. Em không hối hận à? Trong lòng Dương Bảo và Thu Dung đều hiểu, Lão Hà Khẩu đã trở thành mảnh đất chết chóc. Là quân nhân, họ phải cùng nhau chiến đấu. Là tình nhân, họ muốn giữ lại nụ cười cuối cùng cho nhau. Anh đi đây. Em phải cẩn thận. Anh cũng vậy. Tạm biệt. Nhiệm vụ kích nổ giao cho ai vậy? Trường Sinh. Đây là sở trường của cậu ấy. Nhiệm vụ chôn thuốc nổ giao cho tôi. Đây là sở trường của tôi. Được. Là mau lên. Bọn Nhật không cho chúng ta quá nhiều thời gian đâu.
Vậy giờ cậu là đại đội trưởng của đại đội các cậu, bằng bất cứ giá nào cũng phải cầm cự cho tôi. Sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, mẹ nó, sư đoàn trưởng, bọn Nhật lên tường thành cửa đông rồi. Dương Bảo, lập tức dẫn người đi chi viện phố Đàm Gia. Còn đứng đó làm cái gì, đi mau lên. Tôi không đi. Chuyện gì nữa đây, tôi đi rồi anh làm sao đây? Dương Bảo, đây là mệnh lệnh, nếu cậu không đi tôi bắn chết cậu. Ở đây không còn an toàn nữa rồi, đi đi. Rõ. Sư đoàn trưởng, bọn Nhật đánh tới bên này rồi. Alo, nói với sư đoàn trưởng, cửa đông đã thất thủ. Cái gì? Cửa bắc cũng thất thủ rồi à? Alo, alo. Lấy vũ khí, rút về bộ chỉ huy. Dạ, mau. Alo, alo. Sư đoàn trưởng, chuyện gì? Cửa đông thất thủ rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Cửa đông thất thủ rồi. Đại tá Furusawa có. Tôi với anh Fujita sẽ tấn công chính diện phố Đàm Gia. Anh dẫn đội ngũ từ phía nam vòng qua phố Đàm Gia. Đã hiểu chưa? Dạ. Chuẩn bị đi. Báo cho Sugiura Eikichi, chúng ta đã phá được cửa đông, giờ đang tiến về phố Đàm Gia. Rõ. Rút, rút về phía sau. Chạy mau. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trung đoàn trưởng, tình hình thương vong sao rồi? Báo cáo trung đoàn trưởng, chỉ mới có một lúc thôi mà một nửa đại đội đã hy sinh rồi. Kêu các anh em vừa đánh vừa rút, để bọn Nhật vào phố Đàm Gia hết đi. Dạ. Đi. Quân đội Trung Quốc đã rút hết rồi. Truyền lệnh xuống tiếp tục tấn công, đừng để người Trung Quốc có cơ hội hít thở. Rõ. Sư đoàn trưởng, phố Đàm Gia không cầm cự được nữa. Nhóm của Trương Khang vừa đánh vừa rút, bọn Nhật cũng ở phố Đàm Gia, đánh về phía bộ chỉ huy sư đoàn. Nói với tất cả những người còn cầm súng được phải ráng cầm cự cho tôi. Rõ. Sư đoàn trưởng, xin báo trọng. Gửi điện báo cho bộ chỉ huy. Quân Nhật đã từ hai hướng đông và bắc tấn công vào thành. Sư đoàn ta sẽ chiến đấu tới binh sĩ cuối cùng, cùng sống chết với lão Hà Khẩu. Dạ. Còn nữa, sau khi gửi điện báo, cho nổ hết máy móc, hủy sổ mật mã. Dạ. Lão La, sư đoàn trưởng, đi.
Cô tới đây làm gì? Mau trở về cho tôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Chi viện của quân Trung Quốc đã tới. Đây là tàn quân ở cửa Tây. Furusawa đã vào vị trí chưa? Sư đoàn trưởng, cửa Đông đã thất thủ rồi. Lão Cận, cửa Bắc cũng đã thất thủ. Bọn Nhật đã đánh tới phố Thu Phong. Phố Đàm Gia ở phía Đông, trận địa chính đã mất toàn bộ. Trương Khang và Dương Bảo đang tổ chức đội ngũ vừa đánh vừa rút. Heo sát, mau lên. Sư đoàn trưởng, có chuyện gì? Một đám lính Nhật vòng qua phía nam chúng ta, cách bộ chỉ huy sư đoàn rất gần. Báo cho đội y tế mau chóng đưa thương binh tới bến tàu đi. Dạ. Sư đoàn trưởng nói, đám Trương Khang còn ở ngoài kia, cộng thêm các anh em ở đây phá dòng dây, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng. Ý cậu là gì? Anh chỉ huy phá dòng dây, tôi ở lại cận kế trung. Chuyện chém đầu tướng quân này chưa tới lượt cậu làm đâu. Sư đoàn trưởng, xin lỗi. Cậu muốn làm gì? Đưa sư đoàn trưởng ra ngoài. Cận kế trung, chuyện chém đầu tướng quân chưa tới lượt cậu làm. Đi. Bắn. Bắn. Sư đoàn trưởng, anh tới bộ chỉ huy, tôi ở đây chống đỡ. Mau lên, tôi tới bộ chỉ huy đây. Các anh em cầm cự. Đi. Đi. Lính y tế. Trung đoàn trưởng, chân của anh không sao. Đi. Tiến lên. Thank you.
Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Sao mọi người còn ở đây? Chúng ta chỉ có 3 phút thôi. 3 phút sau, dù có thế nào cũng phải rời đi. Anh sẽ cho nổ hết. Đánh trận là chuyện của anh, cứu người là chuyện của em. Trường Sinh, có tài bắn tỉa. Hiểu rồi. Mấy người các cậu đi theo tôi. Đừng lắc. Đừng lắc. Anh đừng lắc. Không thể đi. Đứng lên. Trường Sinh, Quế Phương, em đừng sợ. Có tài bắn tỉa, Quế Phương, em ở đây đừng đi đâu. Anh đi dụ bọn chúng ra. Trường Sinh, cẩn thận. Lên. Lên. Đồ khốn, tao bóp chết mày. Đi chết đi. Chết đi. Chết đi. Trường Sinh. Trường Sinh. Trường Sinh. Quế Phương. Quế Phương. Quế Phương. Trường Sinh. Cút đi. Trường Sinh, buông tao ra.
lên. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Đừng qua đây, các người đừng qua đây. Người Trung Quốc chúng tôi không có ai làm tù binh. Bắn chết chúng đi. Các Di, Các Di, Các Di, Các Di, tôi tên Các Di, thượng úy thanh tra ủy ban quân sự, không phải tên E. Khoan đã. Lát nữa có bắn pháo. Tôi đang thiếu người, không ai chăm sóc cô đâu. Tự mình cẩn thận đi. Chờ kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch cho tương lai. Có tương lai sao? Có. Dĩ nhiên là có.
Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Quốc gia lâm nguy, giặc Nhật hoành hành, chiến trường đổ máu, chết không hối tiếc, dũng cảm tiến lên. Dũng cảm tiến lên. Tên đó đang làm gì vậy? Không quên bổn phận. Anh em, sư đoàn trưởng, tụi bay thua rồi. Tụi bay thua rồi.
các anh em. Về nhà thôi. Tiệm chè trôi nước Hồ Ký. Thái Quang. Sư phụ, tôi muốn ăn chén chè trôi nước. Thái Quang, cậu trở về thật rồi. Chờ một chút nha, tôi lấy chè trôi nước cho cậu ngay. Thái Quang, Thái Quang, chè nấu xong rồi. Thái Quang, Thái Quang, có chè rồi nè. Thái Quang, Thái Quang, chè đây. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV.